Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 3 năm 2019, chương trình sự kiện quanh ta có những tin chính như sau. Triều Tiên sẽ tham gia một hội chợ tại Việt Nam để quảng bá ngành du lịch. Venezuela ngập chìm trong hỗn loạn. Bình luận xã hội với bài viết Tương lai nào cho Việt Nam. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam với tin liên quan đến dân chủ nhân quyền. Sáng ngày 14 tháng 3, những nhà hoạt động dân sự độc lập bị ngăn cản không cho đến những địa điểm trung tâm ở các thành phố lớn để tổ chức lễ tưởng niệm vụ thảm sát 64 binh sĩ công binh Việt Nam tại đảo Gạc Ma ở Trường Sa. Một trong những người bị chặn là cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Trên. Ông cho biết đã bị nhân viên an ninh mặc thường phục canh gác trước cửa căn hộ của ông ở tại Hà Nội từ 2 ngày trước. Sáng nay, ông bị ngăn cản không ra được khu vườn hoa Lý Thái Tổ để thắp hương tưởng niệm. Theo ông Huỳnh Ngọc Trên, và hình ảnh trên mạng xã hội Facebook cho thấy, tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, cơ quan chức năng Hà Nội cho dựng rạp tổ chức một sự kiện ca nhạc thể dục. Do đó, những nhà hoạt động xã hội độc lập không thể làm lễ tưởng niệm được. Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước, kể cả một số trường học là có tổ chức lễ tưởng niệm Gạc Ma. Ông Huỳnh Ngọc Trên nói về sự kiện tổ chức này. Nhà nước Cộng sản làm cái gì cũng độc quyền hết, với những tổ chức trong vòng kiểm soát của họ, không cho xã hội dân sự tham gia vào bất cứ sự kiện gì, tức là làm trong vòng kiểm soát của đảng, kể cả chuyện chống Trung Quốc. Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan tại Việt Nam, với tỷ lệ lợn chết khi nhiễm bệnh lên đến 100%, số lợn tiêu hủy lên đến hàng nghìn con, với trọng lượng tiêu hủy hàng trăm tấn. Nếu không có biện pháp kiểm soát bệnh kịp thời, sẽ có thể gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2019, thì dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 17 tỉnh thành của Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Sơn La và Nghệ An. Theo thông tin từ Cục Thú Y, trong 2 ngày qua, tốc độ lây lan của dịch tả lợn châu Phi có chậm lại. Từ năm 2017 đến ngày 3 tháng 3 năm 2019, Tổ chức Thú y Thế giới cho biết đã có hơn 20 quốc gia báo cáo là có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trả lời báo chí vào hôm 14 tháng 3, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, dịch tả lợn châu Phi không lây lan sang người nhưng rất nguy hiểm vì lây lan rất nhanh, đồng thời không có vaccine phòng bệnh. Ông cho rằng, quan trọng nhất là áp dụng đồng bộ các giải pháp tổng hợp với phương châm phòng là chính. Vẫn là tin Việt Nam, vào cuối tháng này, một phái đoàn của Triều Tiên sẽ tham gia một hội chợ tại Việt Nam để quảng bá ngành du lịch của nước này ra thế giới trước tình trạng nhiều năm bị cấm vận kinh tế. Tại một cuộc họp báo giới thiệu hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam, VITM, tại Hà Nội vào năm 2019, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết Triều Tiên là khách mời đặc biệt tại hội chợ VITM lần này và phái đoàn từ Triều Tiên sẽ có chương trình quảng bá du lịch vào chiều ngày 29 tháng 3 sắp tới, theo báo Tuổi Trẻ cho biết. Ông Bình cho biết thêm, đây là sự kiện đầu tiên xuất hiện của doanh nghiệp du lịch Triều Tiên tại hội chợ, và có lẽ đây là lần đầu tiên Triều Tiên ra nước ngoài giới thiệu về du lịch của quốc gia này đến du khách nước ngoài. Ông Bình nói, Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất, cởi mở nhất để Triều Tiên được xuất hiện trước du lịch quốc tế tại hội chợ. Do sự phong tỏa và cấm vận về kinh tế của Mỹ và các nước phương Tây, Triều Tiên bị cô lập cả về chính trị lẫn kinh tế trong nhiều năm. Liên Hiệp Quốc thông qua lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng lần đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân năm 2006 và nước này phải tăng cường phát triển ngành du lịch để tìm nguồn thu ngoại tệ. Vừa rồi là tin Việt Nam, tiếp theo là tin quốc tế. Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Hoa Kỳ lại được điều bay qua khu vực Biển Đông vào ngày thứ Tư 13 tháng 3. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 10 ngày hoạt động bay như thế được tiến hành bất chấp phản đối từ phía Trung Quốc. Thông cáo báo chí của Không lực Hải quân Thái Bình Dương đã nêu rõ, hai pháo đài bay chiến lược B-52H, Tristar Fortress, cất cánh từ căn cứ Andersen ở đảo Guam về tham gia vào chương trình huấn luyện thường kỳ trong khu vực Biển Đông trước khi trở về lại căn cứ Andersen. Thông báo nói tiếp, hoạt động thường lệ của máy bay Hoa Kỳ tại khu vực Biển Đông là để hỗ trợ cho các đồng minh, đối tác, cũng như đảm bảo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chương trình huấn luyện thường kỳ, như vừa nêu được cho biết là khởi sự từ năm 2004,
khi các loại chiến đấu cơ ném bom P-1, P-52 và P-22 luân phiên tham gia xuất phát từ căn cứ trên đảo Guam. Chương trình này được gọi là sự hiện diện liên tục của pháo đài bay của không lực Hoa Kỳ. Giáo sư Tôn Triết, đồng chủ tịch chương trình Trung Quốc tại Đại học Columbia, được dẫn lời rằng ý đồ rõ ràng của Hoa Kỳ trong việc cho pháo đài bay chiến lược P-52 thay vì máy bay do thám như loại EP-3 tham gia huấn luyện tại khu vực Biển Đông là nhằm kiềm chế Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này. Vẫn là tin quốc tế, 4 người thiệt mạng và ít nhất 300 người bị giam giữ liên quan đến các cáo buộc về biểu tình và cướp bóc diễn ra trong thời gian Venezuela bị mất điện trên toàn quốc. Quốc gia OPEC này đã lâm vào cảnh mất điện nghiêm trọng nhất trong lịch sử vào tuần trước sau những sự cố kỹ thuật mà chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro gọi là hành động phá hoại được Mỹ hậu thuẫn. Nhưng những người chỉ trích nói là do quản lý kém cỏi. Điện đã được khôi phục ở nhiều vùng của Venezuela, dù vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn cho một số khu vực trong thủ đô Caracas và phần lớn vùng phía Tây Venezuela rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc vào tháng 1 khi Juan Guaido, người đứng đầu quốc hội do phe đối lập kiểm soát, viện dẫn hiến pháp để tuyên bố ông là tổng thống lâm thời, nói rằng việc ông Maduro tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2018 là một sự gian lận. Diễn biến này đã đặt Venezuela vào trung tâm của một cuộc đấu đá địa chính trị với Mỹ, dẫn đầu hầu hết các quốc gia phương Tây đã công nhận ông Guaido là nguyên thủ quốc gia chính danh, trong khi Nga, Trung Quốc và các nước khác ủng hộ ông Maduro. Trong chuyên mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết của tác giả Nhân Trần với nhan đề Tương lai nào cho Việt Nam. Bài viết được đăng trên báo Tiếng Dân vào ngày 14 tháng 3. Mời quý vị cùng đón xem. Việt Nam là một đất nước dài và hẹp. Chính điều này thôi đã khiến cho người Việt khó khăn trong quản lý hành chính, đặc biệt về các hoạt động quân sự. Để cai trị được Việt Nam, thực dân Pháp làm một việc hết sức đơn giản, đó là chia Việt Nam ra làm 3 phần, Bắc, Trung, Nam. Mà hậu quả sau đó là chiến tranh Nam Bắc kéo dài ngót 20 năm. Đến tận hôm nay, về mặt tinh thần vẫn còn tồn dư. Đó là việc phân biệt vùng miền, người Bắc, người Trung, người Nam, coi thường phân biệt lẫn nhau. Trong nước, hải ngoại bài xích nhau. Như vậy, cách duy nhất để Việt Nam suy yếu đó là chia rẽ đất nước này về mặt địa lý. Sau đó, tự họ sẽ suy yếu và tiêu diệt lẫn nhau. Trung Quốc đang ngày càng chiếm được các vị trí hiểm yếu về mặt địa chính trị ở Việt Nam. Ở phía Bắc giáp Trung Quốc, các cửa khẩu gần như mở cửa tự do cho người Trung Quốc qua lại. Người Trung Quốc mua nhà ở các thành phố giáp biên giới. Buôn bán tràn lan khu vực gần cửa khẩu, kiểm soát toàn bộ vùng cửa khẩu. Ở trên đất liền, gần như tỉnh nào cũng có nhà máy xí nghiệp của Trung Quốc sử dụng nhân công giá rẻ của Việt Nam hoặc đưa người Trung Quốc sang sinh sống và làm việc trong các khu công nghiệp. Các doanh nghiệp của Trung Quốc bất chấp luật lao động, luôn luôn ép công nhân tăng ca, giảm lương, trả lương thấp, ăn uống không hợp vệ sinh, không đầy đủ chất dinh dưỡng. Tại các công trình mà Trung Quốc trúng thầu, họ cố tình kéo dài thời gian hoàn thành để các công trình đội vốn. Họ không những sử dụng công nghệ lạc hậu của họ cách đây mấy chục năm, mà còn đưa cả nhân công Trung Quốc sang làm việc, mà phần lớn là nhập cư bất hợp pháp, tạo ra tình trạng lộn xộn, bất trật tự trị an nơi có người Trung Quốc sinh sống. Không những thế, họ còn gây nên bao phiền toái cho dân địa phương, khiến chính quyền địa phương không có cách nào xử lý. Ở các khu vực địa chính trị chiến lược, các cảng biển, bờ biển quốc phòng đều có sự xuất hiện của người Trung Quốc mua đất, mua nhà, kinh doanh nhà hàng, hoặc tự ý thành lập các khu phố người Hoa, mà đến khi xong xuôi, chính quyền địa phương cũng không biết hoặc biết mà không dám làm gì. Cái địa thế chiến lược trong phòng thủ quốc gia, các nơi hiểm yếu đều bị Trung Quốc dòm ngó, thuê mua dưới nhiều hình thức. Người Trung Quốc sinh sống ngày càng nhiều tại những vùng có vị trí chiến lược về quân sự. Ở hải đảo, Trung Quốc xây sân bay tại các đảo chiếm đóng trái phép, thành lập các căn cứ quân sự hòng kiểm soát Biển Đông, xây dựng các lô cốt chứa vũ khí quân sự. Như vậy, Việt Nam ở vào thế bị bao vây hoàn diện về kinh tế, quân sự, địa chính trị không có cách nào tháo gỡ được. Nếu chiến tranh xảy ra, Việt Nam luôn ở thế vô cùng bất lợi. Nếu như Trung Quốc mua đứt các đặc khu kinh tế, sau đó mở rộng vào đất liền, Đà Nẵng là nơi hiểm yếu nhất, là khúc ruột miền Trung có chiều rộng hẹp. Nếu Trung Quốc xây dựng đặc khu quân sự tại đó, cắt đứt miền Bắc với miền Nam, thì việc đi lại, liên lạc bị gián đoạn, sẽ làm Việt Nam tự chia rẽ và suy yếu. Trong khi đó, về mọi mặt thì Việt Nam hiện đang yếu hơn Trung Quốc rất nhiều.
Những người nhập cư, liệu họ có phải là dân kinh doanh, dân lao động không, hay họ là những binh lính được cài sẵn vào các điểm xung yếu của Việt Nam? Mỗi khi mà người Trung Quốc chiếm đóng, có thể có cả một binh đoàn hùng mạnh. Liệu Việt Nam có thọ địch được không? Mối nguy hại sẽ khiến Việt Nam bị diệt vong vào tay Trung Quốc chỉ bằng một cái nhấn nút. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam làm gì? Họ đang ngồi tự ca ngợi sự sáng suốt của nhau qua các kỳ họp trung ương, quốc hội mà không đi đến vấn đề cụ thể nào cả. Họ luôn né tránh các câu chuyện liên quan đến Trung Quốc, bao gồm cả kinh tế, quân sự, quốc phòng, an ninh. Họ bàn đến việc thành lập các đặc khu kinh tế kéo dài 99 năm bằng 3 thế hệ con người. Trong khi đó, phần lớn các đặc khu này do người Trung Quốc hùng vốn mua đất. Họ bàn đến việc tăng tuổi hưu, trong khi người lao động già cỗi cần phải được nghỉ ngơi và thay thế bằng lớp trẻ trong xã hội ngày càng phát triển chóng mặt này. Họ chẳng bàn đến việc gì mang lại lợi ích cho dân tộc. Họ chăm chăm vào thu thuế, tăng phí, đánh tráo các khái niệm, không dễ dàng tăng thu thuế phí của người dân. Mục đích lớn nhất của Trung Quốc ở thời đại Cộng sản là di dân và bành trướng chủ nghĩa bá quyền Trung Hoa. Chiến lược mà Tập Cận Bình đưa ra trong thế kỷ này là xây dựng một vành đai, một con đường. Và con đường tơ lụa hiện đại đều nhằm thực hiện mục đích này. Ở bất kỳ điểm đến nào của con đường tơ lụa đều có những đặc khu do người Trung Quốc mua chuộc và họ thực hiện các đợt di dân khổng lồ dưới hình thức đầu tư kinh doanh. Nhưng các lĩnh vực kinh doanh của họ hầu như không mang lại kết quả tốt đẹp gì cho người dân bản xứ. Họ kinh doanh casino, khách sạn, nhà hàng, phố đèn đỏ, mại dâm, thuốc phiện, súng ống và đủ các loại tệ nạn xã hội cho đất nước bản địa. Thực chất, đó là cách mà chính quyền Trung Quốc muốn đưa các tệ nạn đang tồn tại trong đất nước của họ ra bên ngoài. Việt Nam là một nước nằm ngay sát biên giới với Trung Quốc, rất thuận tiện cho con đường di dân. Với những ưu đãi về chính sách như trong dự thảo luật đặc khu kinh tế, thì việc người Trung Quốc được hỗ trợ tài chính để mua đất và di cư xuống hết sức dễ dàng. Nếu sau này họ có đủ số dân để biểu quyết ly khai, thì coi như Vân Đồn sẽ nhanh chóng về tay Trung Quốc và không bao giờ người Việt có thể lấy lại được. Đây là điều mà những người làm luật cố tình không nhắc đến. Hãy thử coi những nơi mà người Việt cho Trung Quốc đầu tư và sinh sống tại đó như Tây Nguyên, Bô Xít, Vũng Áng, Formosa. Môi trường, an ninh ở đó tệ hại đến mức nào? Nay thêm 3 đặc khu nữa, sẽ không biết dân tộc Việt sẽ về đâu để sống. Đây rõ ràng là một hành động bán nước trắng trợn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãy chờ xem, sau 3 năm nữa, khi các quốc hội khóa này giải tán, Trung ương đảng này thay bằng những con người mới, họ sẽ nhận trách nhiệm với quyết định này như thế nào? Khi ấy, người Trung Quốc đã tràn ngập lãnh thổ Việt Nam rồi. Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện Quanh Ta hôm nay. Chương trình sự kiện Quanh Ta sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 19 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ và an lành. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.